Kính thưa quý vị, mới đây trong nhiều hội nhóm diễn đàn xuất hiện thông tin về một sự kiện vận động tài trợ tri ân nhà báo nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, trưa 26 tháng 5, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng khẳng định thông tin đơn vị này phối hợp với các cơ quan khác tổ chức sự kiện tri ân nhà báo và vận động tài trợ hoàn toàn là bịa đặt. Sự kiện không có thật này được thiết kế hình ảnh truyền thông hẳn hoi, rõ ràng và đầy đủ thông tin về các phần trong sự kiện. Cụ thể, sự kiện được tổ chức bởi sự phối hợp giữa Trung tâm Báo chí thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và tạp chí Doanh nhân Sài Gòn Online, vận động tài trợ và tôn vinh các nhà báo nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và kỷ niệm 3 năm Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí thông tin giả mạo này còn tự tin cho biết sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ thứ Sáu ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn ở phường Bến Nghé, quận 1. Chưa dừng lại ở đó, thông tin lan truyền còn giới thiệu dàn khách mời khủng gồm đại diện Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, đài truyền hình cùng với hơn 200 khách mời là nhà báo, cơ quan quản lý, nghệ sĩ, doanh nhân. Cũng theo Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chương trình giả mạo nhằm kêu gọi tài trợ với các mức: nhà tài trợ kim cương 100 triệu đồng, nhà tài trợ vàng 80 triệu đồng, nhà tài trợ bạc 50 triệu đồng và nhà đồng hành 30 triệu đồng. Vì tính nghiêm trọng của sự việc, để không ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, ban lãnh đạo Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, các cơ quan báo đài cẩn trọng trước thông tin bịa đặt giả mạo này, đồng thời tuyệt đối không chia sẻ các nội dung nêu trên làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào Báo Thanh niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh niên.